tính bắn hạ tên lửa Nga, Mỹ lên tiếng trấn an Ba Lan. Nga tuyên bố tấn công chính xác cơ sở của an ninh Ukraine. Kịch tính cuộc giành giật sắc xe tăng Leopard 2 trên chiến trường Ukraine. Tình báo Nga khẳng định Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công ở Moscow. Binh sĩ Nga hẳn quê thép lên thiết giáp để đối phó với UAV của Ukraine. Xin kính chào quý khán giả. Thùy Trang rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 26 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Andrei Sejna cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang xem xét phương án bắn hạ tên lửa Nga nếu chúng bay về phía lãnh thổ của Liên minh. Theo ông Sejna, NATO đang phân tích nhiều phương án khác nhau, bao gồm cả việc những tên lửa như vậy nên bị bắn hạ khi chúng ở rất gần biên giới NATO. Tuy nhiên, điều này sẽ phải được thực hiện với sự đồng ý của phía Ukraine và có tính đến các hậu quả quốc tế vì khi ấy, tên lửa NATO sẽ tấn công tên lửa Nga bên ngoài lãnh thổ Liên minh. Ông Sejna lưu ý rằng, việc tên lửa Nga xâm phạm không phận Ba Lan cuối tuần trước là một phép thử về sức mạnh phòng thủ và khả năng cảnh giác của lực lượng vũ trang Ba Lan. Ông cho rằng, Nga biết nếu tên lửa đi sâu hơn vào lãnh thổ Ba Lan, nó sẽ bị bắn hạ. Ngoại trưởng Ba Lan cũng nhấn mạnh Nga không nên áp đặt bất kỳ quy tắc nào lên Liên minh. Trước đó, Ba Lan cho biết không phận nước này bị xâm phạm bởi một tên lửa cơ động phóng từ máy bay chiến đấu tầm xa của Nga vào lúc 4 giờ 23 phút ngày 24 tháng 3. Tên lửa đi vào không phận Ba Lan gần làng Ostrodo và ở trong không phận 39 giây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz tuyên bố rằng nước này sẽ bắn hạ tên lửa Nga nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Ba Lan. Hiện tại, phía Moscow chưa bình luận về vấn đề này. Hôm 24 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo trong cuộc họp giao ban rằng những máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng không bình luận về các cáo buộc của Ba Lan. Về phản ứng của Mỹ trong một cuộc họp báo ngày 26 tháng 3, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabri Nasai cho biết Washington sẵn sàng thực hiện cam kết bảo vệ các đồng minh NATO trong trường hợp bị tấn công. Bà Sai nói, điều mà chúng tôi đã nói lại nhiều lần là chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO nếu đồng minh NATO bị tấn công. Mặt khác, bà Sai nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay của Washington là đảm bảo Ukraine được đáp ứng những thứ họ cần trên chiến trường. Phương Tây đã viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự cách đây hơn 2 năm. Nhưng các nước này vẫn tránh đối đầu trực tiếp với Nga, ngay cả khi Moscow nói rằng họ coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm với phương Tây. Tuy nhiên, việc Nga và Ukraine gần đây đáp trả nhau bằng các cuộc không kích quy mô lớn qua biên giới làm dấy lên lo ngại, xung đột lan rộng ra khắp châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước nói rằng phương Tây không loại trừ khả năng đưa lực lượng quân sự đến Ukraine. Tuyên bố này vấp phải sự phản kháng trái chiều của các đồng minh NATO. Hôm 26 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kyiv không đề nghị phương Tây gửi quân đến, nhưng kịch bản đó sớm muộn sẽ xảy ra. Trong bối cảnh cần mọi lợi thế, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang phát triển nhanh chóng với kỳ vọng gia tăng năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược để có thể giảm bớt khó khăn trên thực địa. Trong năm qua, Ukraine đã nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, đặc biệt khi Mỹ và châu Âu căng thẳng về việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ khác cho quốc gia này. Năm 2024, Kyiv đã chi khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ để phát triển vũ khí trong nước, tăng gấp 20 lần so với trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Một điểm đáng chú ý là một phần lớn vũ khí hiện được mua từ các nhà máy tư nhân đang mọc lên khắp đất nước và nhanh chóng kiểm soát ngành công nghiệp trước đây thuộc quyền kiểm soát của các doanh nghiệp nhà nước. Điển hình như một nhà máy súng cối tư nhân đi vào hoạt động ở miền Tây Ukraine năm 2023 đang sản xuất khoảng 20.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Anatoly Kumin, chủ sở hữu nhà máy này đặt mục tiêu sản xuất 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng và phát triển động cơ cũng như chất nổ cho máy bay không người lái UAV. Tờ AP cho biết, việc thiếu ngân sách và nhân lực đã gây ra nhiều hạn chế đối với lĩnh vực quốc phòng của Ukraine. Do đó, sự phát triển mạnh mẽ của khu vực tư nhân có thể giúp giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu hiệu quả, cho phép các nhà máy sản xuất tăng cường tiến độ sản xuất vũ khí và đạn dược. Hiện nay, khoảng 80% ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đang nằm trong tay tư nhân, một sự thay đổi hoàn toàn so với tình hình chỉ một năm trước. Sự gia tăng chi tiêu quân sự của Ukraine diễn ra trong bối cảnh 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ từ Mỹ vẫn mắc kẹt tại Quốc hội, và khi các quốc gia châu Âu tiếp tục gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ đạn dược. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết, so với năm ngoái, sản lượng đạn súng cối của Ukraine đã tăng cao hơn khoảng 40 lần, trong khi sản lượng đạn cho pháo binh đã tăng gần gấp 3.
Bên cạnh đó, còn có sự bùng nổ của các công ty khởi nghiệp máy bay không người lái với cam kết từ chính phủ lên đến 1 tỷ đô la Mỹ cho công nghệ này. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, ông Mikhailo Fedorov cho biết hiện có khoảng 200 công ty tập trung sản xuất máy bay không người lái. Sản lượng tăng đột biến đã khiến số lượng giao hàng trong tháng 12 tăng gấp 50 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng giám đốc của Ukraine, AMO, công ty sản xuất nhiều loại xe quân sự, Vladislav Benbas nhấn mạnh, bây giờ chúng tôi sản xuất trong một tháng những gì chúng tôi từng sản xuất trong một năm. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất vũ khí trong nước đang đối mặt với nhiều thách thức, với một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu nhân lực. Người quản lý một trong những nhà máy của Ukraine AMO, tên Jaroslav Dezera, chia sẻ ông gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân những công nhân có trình độ, do nhiều người đã được gọi nhập ngũ. Để giảm thiểu vấn đề này, chính phủ Ukraine đã tuyên bố sẽ miễn nghĩa vụ quân sự đối với tất cả các công nhân trong ngành công nghiệp quốc phòng trong tương lai. Ngày 24 tháng 3, một đoạn video được công bố trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một nhóm binh sĩ Nga đang tiến gần và kiểm tra khoang chiến đấu của xe tăng chiến đấu chủ lực Stryvit-122 Ukraine tại khu vực gần làng Terni thuộc tỉnh Donetsk. Khu vực rộng hơn 10 km2 ở phía đông của ngôi làng này đang trở thành địa điểm đối đầu giữa các trung đoàn bộ binh cơ giới của Nga và lữ đoàn cơ giới số 21 của Ukraine, còn được biết đến với biệt danh Lữ đoàn Thụy Điển do toàn bộ vũ khí và trang thiết bị của đơn vị này được Thụy Điển cung cấp. Thống kê từ nguồn mở đã chỉ ra rằng Lữ đoàn 21 của Ukraine đã mất 7 xe tăng Stryvit-122, tương đương với 70% số lượng xe tăng Thụy Điển được viện trợ cho Ukraine sau vài tháng giao tranh. Trong số đó, 5 chiếc bị hư hỏng do bị trúng mìn, tên lửa chống tăng và UAV cảm tử tại giải đất trống xung quanh làng Terni và trở thành mục tiêu thu hồi của cả công binh Ukraine và Nga. Quân đội Ukraine muốn kéo xe tăng về để chuyển tới Litva để sửa chữa, trong khi phía Nga đang nỗ lực tịch thu các xe Stryvit-122 làm chiến lợi phẩm và để tiến hành nghiên cứu. Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy, quân đội Ukraine có thể đã kéo được 3 chiếc xe về hậu phương và đang nhắm tới chiếc thứ tư nằm cách làng Terni khoảng 1,5 km về phía tây. Bình luận viên David Ace của tờ Forbes viết, chiếc còn lại có thể trở thành xe tăng Stryvit-122 đầu tiên rơi vào tay Nga, cũng là xe tăng thứ hai bị xóa khỏi đội hình Lữ đoàn 21. Xe tăng này đã bị lực lượng Nga sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV tập kích và vô hiệu hóa vào ngày 10 tháng 3. Sau đó, Nga triển khai hai xe cứu hỏa Bram nối đuôi nhau để kéo chiếc Stryvit-122 đến phòng tuyến cách đó 1,5 km, nhưng bị máy bay không người lái UAV của Ukraine phát hiện. Lữ đoàn số 12 của Ukraine ngay lập tức sử dụng hàng loạt UAV FPV tấn công, phá hỏng động cơ của chiếc Bram dẫn đầu và khiến các kiếp lái Nga phải bỏ xe. Hình ảnh được ghi lại trong tuần này cho thấy cả hai xe Bram đã được sơ tán khỏi chiến trường, trong khi chiếc Stryvit-122 vẫn nằm tại chỗ. Bình luận viên AC nhận định, việc huy động nhiều UAV và UAV FPV tập kích đoàn xe cứu kéo cho thấy các đơn vị Ukraine sẽ tìm mọi cách để ngăn phía Nga thu được xe tăng Stryvit-122. Hiện vẫn chưa rõ nhà máy tại Litva sẽ mất bao lâu để khôi phục hoạt động cho 3 chiếc Stryvit-122 của Ukraine. Đặc biệt là trong tình huống thiếu phụ tùng, có thể khiến các kỹ thuật viên phải mất nhiều tháng để sửa chữa từng chiếc xe Leopard 2 và Stryvit-122. Ngày 26 tháng 3, trong buổi chia sẻ với phóng viên tại Geneva, đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, Gennady Gatilov đã phản đối việc Thụy Sĩ đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga. Ông tuyên bố, Thụy Sĩ đã từ bỏ lập trường trung lập của họ, quốc gia này đã tham gia vào tất cả các gói trừng phạt áp đặt lên chúng tôi. Bên cạnh đó, ông Gatilov cũng nhắc lại các vấn đề chuỗi cung ứng và thị thực mà Nga phải đối mặt do lệnh trừng phạt của Thụy Sĩ. Vị quan chức này nói thêm, hiện tại chúng tôi đã không nhận thấy cơ hội của Thụy Sĩ đảm nhận vai trò dẫn dắt trong quá trình tổ chức bất cứ hoạt động quốc tế nào. Theo nhà ngoại giao này, sáng kiến của Thụy Sĩ triệu tập một hội nghị về hòa bình Ukraine nhằm tổ chức một sự kiện như vậy mà không có sự tham gia của Nga và trên cơ sở công chức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là điều mà Nga không thể chấp nhận được. Hồi tháng 1 vừa qua, Thụy Sĩ đã phản hồi tích cực trước đề nghị của lãnh đạo Ukraine về việc tổ chức một hội nghị hòa bình cấp cao tại quốc gia này. Ngày 23 tháng 2, tại một cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassi cho biết hội nghị sẽ được tổ chức ở cấp bộ trưởng. Ông cũng tuyên bố rằng việc mời Nga tham dự sẽ chỉ là một điều sớm hay muộn. Thụy Sĩ dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng về thời gian và hình thức tổ chức sự kiện này vào giữa tháng 4 năm nay. Đáp trả lại động thái này, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova hôm ngày 13 tháng 3 khẳng định Moscow sẽ không bao giờ tham gia ngay cả khi nhận được lời mời chính thức. Nhà ngoại giao Nga tuyên bố diễn đàn này sẽ chỉ nhằm thúc đẩy công thức hòa bình như tối hậu thư của ông Zelensky, bất chấp Thụy Sĩ tỏ ra đang nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung cho các bên.
Bà Sakharova cho rằng hội nghị sắp tới sẽ tiếp nối những hội nghị trước đó ở Đan Mạch, vốn mất uy tín ngay từ đầu và bị cho là đang đi vào bế tắc. Thụy Sĩ không phải thành viên Liên minh châu Âu EU hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, quốc gia vốn có vị thế trung lập này lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU. Năm 2022, Moscow thông qua danh sách các quốc gia và các vùng lãnh thổ có hành động thiếu thiện chí với Nga, và Thụy Sĩ đã bị liệt kê vào danh sách này. Bất chấp kêu gọi của nhiều quan chức về việc khôi phục án tử hình sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản đối ý tưởng này. Theo đó, trong bài phát biểu tại buổi lễ vinh danh các nghệ sĩ và nhà giáo tại Điện Kremlin ngày 26 tháng 3, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh chủ nghĩa nhân đạo và lòng khoan dung có ý nghĩa quan trọng đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krokus City cuối tuần trước. Chủ nhân Điện Kremlin nói, điều cực kỳ quan trọng đối với chúng ta bây giờ khi chúng ta giải quyết những gì đã xảy ra hôm 22 tháng 3 vừa qua là phải dựa vào những giá trị sáng tạo, chủ nghĩa nhân văn và lòng bao dung. Chúng ta nên đoàn kết để hỗ trợ các nạn nhân và điều này sẽ giúp nước Nga luôn mạnh mẽ. Bình luận của Tổng thống Putin có thể được hiểu là thông điệp gửi đến các nhà lập pháp và công chúng giảm bớt những lời kêu gọi thi hành án tử hình đối với những nghi phạm bị bắt khi đang cố gắng trốn sang Ukraine sau vụ tấn công Krokus City. Trước đó, Phó Chủ tịch Duma Nga Sergei Mironov đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc khôi phục hình phạt tử hình. Ông cũng kêu gọi áp dụng chế độ thị thực đối với các nước Trung Á vì hầu hết những kẻ bị nghi ngờ là khủng bố đều đến từ Tajikistan. Ông Mironov hiện là lãnh đạo đảng một nước Nga công bằng vì sự thật có 28 ghế trong cơ quan lập pháp gồm 450 thành viên. Đề xuất hình phạt tử hình của ông Mironov cũng được lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do LDPR Leonid Slutsky ủng hộ. Tuy nhiên, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã bác bỏ ý tưởng trưng cầu dân ý, cho rằng việc khôi phục án tử hình là một vấn đề đơn giản đối với tòa án hiến pháp. Ông Volodin cho biết, trong hiến pháp của Nga và luật hình sự, án tử hình vẫn chưa bị bãi bỏ. Tòa án hiến pháp chỉ hoãn việc áp dụng án tử hình cho các tội phạm đặc biệt, do đó chúng ta không cần trưng cầu dân ý. Tòa án hiến pháp Nga đã đình chỉ án tử hình vào năm 1999, cho rằng sẽ không công bằng nếu không có bồi thẩm đoàn xét xử và không phải vùng nào trong nước cũng có án tử hình. Một đại biểu của Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền, ông Mikhail Seremets tuyên bố sẽ kiến nghị lên tòa án một lần nữa về vấn đề này. Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Nga, thẩm phán Valery Joskin cho biết quyền sống được hiến pháp đảm bảo có nghĩa là quyền không bị kết án tử hình. Vì vậy, việc khôi phục hình phạt tử hình sẽ đòi hỏi phải thay đổi chính hiến pháp. Ngày 26 tháng 3, Ukrainska Pravda đưa tin, Cục Kế hoạch Hậu cần đã được thành lập trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đây sẽ là nơi xây dựng kế hoạch dài hạn để mua thực phẩm, quần áo, nhiên liệu và chất bôi trơn cũng như thiết bị hậu cần cho quân đội Ukraine. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vitaly Polovenko lưu ý, nhiệm vụ chính của cơ quan này là rút ngắn thời gian xử lý các tình huống khi Bộ cần mua gấp mặt hàng nào đó cho lực lượng vũ trang Ukraine. Các chuyên gia của bộ phận sẽ nghiên cứu thị trường, theo dõi giá cả và xác định chi phí ước tính. Việc mua sắm sẽ do cơ quan điều hành kho vận nhà nước trực tiếp thực hiện. Cùng ngày, Europin Pravda đưa tin, tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp phái đoàn của Quốc hội Estonia do ông Lauri Kutsa dẫn đầu. Trong cuộc gặp, ông Zelensky cảm ơn Estonia đã hỗ trợ trong cuộc xung đột với Nga và sáng kiến đóng góp 0,25% GDP hàng năm để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Các bên cũng thảo luận về hỗ trợ quốc phòng và hợp tác song phương, việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để ủng hộ Ukraine và tiến triển trong việc chuẩn bị một thỏa thuận an ninh song phương. Chủ tịch Quốc hội Estonia Lauri Kutsa đã đến thăm Kiev hôm 26 tháng 3, nơi ông gặp Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk và Thủ tướng Denis Samikan. Trước đó vào ngày 25 tháng 3, ông Husan đã gặp các nhà lãnh đạo của Quốc hội Ba Lan, nơi ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine. Trong một diễn biến khác, ngày 26 tháng 3, Europin Pravda đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã đảm bảo rằng Paris sẽ sớm cung cấp cho Ukraine 78 đơn vị pháo tự hành César, đồng thời sẽ tăng cường cung cấp đạn dược. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Lecornu cho biết, Pháp, Ukraine và Đan Mạch đã đạt được thỏa thuận về việc tài trợ pháo tự hành César 155mm. Điều này sẽ cho phép Paris nhanh chóng chuyển giao chúng. Ông cho biết, Pháp cũng đặt mục tiêu cung cấp cho Kiev 80.000 viên đạn pháo 155mm trong năm nay, tăng từ mức 30.000 viên mà nước này đã cung cấp kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp lưu ý, Paris đang tham gia tìm kiếm nguồn dự trữ thuốc súng và đạn dược có thể được mua ở các nước ngoài Liên minh châu Âu như một phần của sáng kiến của Séc. Đồng thời, ông Lecornu cho rằng
rằng các nước châu Âu phải giảm sự phụ thuộc vào Mỹ để đảm bảo an ninh cho lục địa này, ông nhấn mạnh. Đây là điều tuyệt đối cần thiết. Theo tôi, thật sai lầm khi người nộp thuế ở Mỹ phải trả giá quá nhiều cho an ninh của người châu Âu. Trước đó có thông tin cho rằng, tập đoàn vũ khí Pháp, Đức, KNDS sẽ thành lập một công ty con mới với cơ sở sản xuất sẽ được đặt tại Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã nhận được 30 pháo tự hành César và 38 xe bọc thép AMX-MRC. Hồi đầu năm nay, Paris đã công bố kế hoạch sản xuất thêm 78 khẩu pháo César cho Ukraine. Trước đó, ông Le Cornu cũng đã nói về kế hoạch thúc đẩy công ty Dallaire của Pháp, chuyên về máy bay không người lái, hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Ngày 26 tháng 3, Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov cho biết, phái đoàn ngoại giao của Moscow hiện chỉ có những liên hệ tạm thời với chính quyền Mỹ kể từ vụ tấn công nhà hát ở Moscow ngày 22 tháng 3. Vị quan chức này tiết lộ, trong tuần tới, hai bên dự kiến sẽ trao đổi về các mối quan hệ song phương, cách có thể tiếp tục chung sống và liệu có bất kỳ cơ hội nào để mối quan hệ Nga-Mỹ không bị phá hủy hoàn toàn hay không. Trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow có đủ ý chí chính trị để đàm phán với Washington, nhưng ủng hộ một cuộc thảo luận toàn diện về mọi vấn đề. Đài RT dẫn lời ông Peskov giải thích, Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, chúng tôi sẵn sàng đối thoại và chúng tôi tin cần phải thảo luận một cách toàn diện về mọi vấn đề. Các bạn không thể tách một số vấn đề ra khỏi bối cảnh chung, hiện chi phối quan hệ song phương của chúng ta. Hồi tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov từng cho hay nước này đang cố gắng xác định liệu có nghĩa lý gì khi đối thoại với Mỹ trong hoàn cảnh hiện tại hay không. Từ tháng 2 năm 2022, Washington đã cắt đứt gần như toàn bộ quan hệ với Moscow, viện dẫn lý do là cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đến tháng 8 cùng năm, Đại sứ Antonov mô tả chỉ còn lại những mảnh vụn trong quan hệ song phương, ám chỉ đến đường dây nóng nhằm giảm xung đột ở Syria, hợp tác thám hiểm không gian và một số công việc về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, kể từ đó, Nga đã đình chỉ tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START, trích dẫn nguyên nhân từ những tuyên bố của Mỹ về việc gây ra thất bại chiến lược đối với Moscow thông qua viện trợ và trang bị vũ khí cho Ukraine. Hồi tháng 2 năm nay, ông Peskov lưu ý, Nga không nhận thấy ý chí chính trị nào từ Washington trong việc tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Moscow. Hiện phía Mỹ chưa lên tiếng phản hồi các phát biểu mới của giới chức Nga. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm cách xuống thang xung đột bằng con đường ngoại giao. Trong mùa hè đầu tiên kể từ thời điểm đó, ông Macron nói rằng điều quan trọng là không để Nga mất mặt và phải bảo đảm trật tự an ninh của châu Âu cũng như của Nga. Tuy nhiên, từ năm ngoái, nhà lãnh đạo Pháp thay đổi quan điểm theo hướng cứng rắn hơn, có vẻ đang theo đuổi chính sách ngoại giao diều hầu. Tại một hội nghị ở Paris tháng trước, ông Macron nói rằng điều quân đội Nga phương Tây để chiến đấu với Nga ở Ukraine là điều không nên loại trừ. Ý tưởng này khiến Tổng thống Nga Vladimir giận dữ và các nước hậu thuẫn chính của Ukraine gạt bỏ. Hồi đầu tháng này khi phát biểu tại Prague, ông Macron nói rằng châu Âu không thể hèn nhát khi đương đầu với Nga. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đối mặt với tình hình nghiêm trọng trên chiến trường, còn hỗ trợ quân sự của Mỹ đang bị tắc nghẽn. Mục đích chính của Ukraine hiện nay là đứng vững trên chiến trường, nhưng nước này đang thiếu nhân lực để chiến đấu với quốc gia có dân số gấp 3 lần mình. Tình trạng thiếu đạn dược cũng là một thách thức nghiêm trọng nữa mà Kiev phải đương đầu. Có những lo ngại ở phương Tây rằng tình hình này sẽ khuyến khích Moscow hành động quyết liệt hơn, không chỉ ở Ukraine mà có thể ở cả Moldova, Nam Caucasus và Sahel. Trong khi đó, Paris ngày càng lo ngại về việc trở thành mục tiêu của xung đột hỗn hợp, như tấn công mạng và lan truyền thông tin sai lệch mà họ cáo buộc do Nga gây ra. Trong giai đoạn hiện nay, ông Macron đang muốn đẩy mạnh tầm nhìn của mình về quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trước Washington, đồng thời chứng minh rằng châu Âu có thể hỗ trợ Kiev mà không cần trông cậy Mỹ, nhất là trong bối cảnh ông Donald Trump có thể quay lại Nhà Trắng. Nhà nghiên cứu thuộc chương trình Á-Âu tại Viện Quản lý Nhà nước Quincy, ông Atin de Simonian nhận định, chắc chắn những lo ngại về khả năng đắc cử của ông Trump khiến người châu Âu nhận ra rằng họ cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ chính mình. Điều đó khiến Tổng thống Macron thúc đẩy sự tự chủ chiến lược. Một số phát biểu của ông Trump khi vận động tranh cử gần đây khiến các nhà hoạch định chính sách châu Âu lo lắng. Tại một sự kiện ở Nam Carolina gần đây, ông Trump nói với đám đông rằng ông sẽ khuyến khích người Nga làm bất cứ điều gì họ muốn, với bất kỳ thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nào không thực hiện đủ nghĩa vụ quốc phòng. Ông Macron liên tục cảnh báo các đối tác châu Âu rằng lập trường của Mỹ đối với Ukraine đã thay đổi và chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể chỉ là một quãng nghỉ chứ không phải chính trị Mỹ trở lại bình thường. Nghiên cứu viên về chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Matthew Deron cho biết,
Tất nhiên chúng tôi hoan nghênh người Mỹ bất cứ lúc nào. Chúng tôi biết chúng tôi phụ thuộc như thế nào vào sự bảo đảm an ninh của họ. Nhưng chúng tôi không thể tin tưởng vào họ mãi được. Đây là điều mà nhiều người châu Âu đang nhận ra. Điều này chắc chắn luôn ở trong tâm trí ông Macron. Đề xuất của ông Macron về việc điều quân đội phương Tây tới Ukraine bị hầu hết các đồng minh NATO bác bỏ. Nhưng các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva vui mừng. Trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine và nhiều năm trước đó, một số nước Đông và Trung Âu cho rằng Tây Âu, trong đó có Pháp, luôn cố xoa dịu Moscow. Chuyên gia Drone nhận định, lập trường cứng rắn của ông Macron về vấn đề Ukraine, ít nhất về mặt ngôn từ, có thể nhằm xoa dịu khu vực phía đông lục địa. Dù ông Macron có làm như lời hùng biện của ông hay không, chắc chắn ông ấy đã lấy được lòng Đông Âu. Điều này có thể hữu ích cho các kế hoạch chiến lược của Pháp trong tương lai. Sự thay đổi của Tổng thống Pháp dường như bắt đầu vào cuối tháng 5 năm ngoái, khi ông phát biểu tại hội nghị an ninh do Club Sec tổ chức. Khi đó ông Macron thừa nhận Paris đã không lắng nghe đầy đủ mối bận tâm của các thành viên NATO gần Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, chuyên gia The Ron nói, ông ấy chắc chắn đã nhận ra rằng nếu muốn xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn và tự chủ về mặt chiến lược hơn, ông ấy cần những quốc gia đó, và đây chắc chắn là cách để hòa giải hai phần của lục địa. Mới đây, Tư lệnh lực lượng không quân Hoa Kỳ tại châu Âu và châu Phi, tướng 4 sao James Hacker cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai một hệ thống đặc biệt nhằm bảo vệ bầu trời trước sự xâm nhập của UAV Cảm Tử. Vị tướng này nói, các quân nhân Ukraine đã triển khai một mạng lưới trinh sát âm thanh quy mô lớn trên khắp lãnh thổ của họ để phát hiện máy bay không người lái Cảm Tử thuộc họ Geran của Nga. Tư lệnh lực lượng không quân Hoa Kỳ tại châu Âu và châu Phi, tướng 4 sao James Hacker, đã nói về điều này và tiết lộ một trong những bí mật lớn nhất của hệ thống phòng không Ukraine. Theo chỉ huy không quân Mỹ, 8.000 trạm trinh sát đã được lắp đặt trên các tháp phát sóng phân bổ trên khắp Ukraine, chúng hợp nhất thành một mạng lưới được kết nối với trung tâm chỉ huy và sử dụng máy thụ để phát hiện những chiếc Geran 2 từ xa thông qua âm thanh đặc trưng. Sau khi phát hiện mục tiêu, các đội phòng không cơ động trang bị vũ khí nhẹ bao gồm súng máy và tên lửa vác vai Manpass sẽ được triển khai theo hướng tiếp cận của máy bay không người lái Cảm Tử. Theo vị tướng này, giải pháp như vậy rẻ hơn nhiều so với việc bắn hạ các máy bay không người lái Geran 2 của Nga bằng cách sử dụng hệ thống phòng không khan hiếm và đạn dược đắt tiền do phương Tây sản xuất. Sau khi phát biểu của tướng James Hacker được đăng tải, dư luận Ukraine ngay lập tức đặt câu hỏi với cơ quan chức năng. Họ rất lo ngại việc máy bay không người lái tấn công được đề cập của Nga, ngoài các mục tiêu chính, sẽ bay đến vị trí của những tòa tháp nói trên. Không chỉ có vậy, giờ đây quân đội Nga đã có cơ hội dập tắt thông tin di động của Ukraine, hoặc gây khó khăn cho việc liên lạc ở nhiều nơi, bởi vì không khó để đoán rằng trạm phát sóng được đặt trên tháp của các nhà khai thác viễn thông địa phương. Bên cạnh đó, khu vực lân cận các cột phát sóng cũng trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với người dân do chính hoạt động của những đội phòng không cơ động. Tháng 2 năm nay, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Paris, cái gọi là Liên minh tên lửa đã được thành lập. Mục đích của hiệp ước là cung cấp một số lượng lớn tên lửa của phương Tây cho Kiev. Tổ chức này bổ sung cho Liên minh Hàng không đã ra mắt vào tháng 7 năm 2023. Trong đó, các thành viên đã lên kế hoạch chuyển giao 125 chiếc máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon, Dassault Mirage 2000 và có thể là Sharp JAS-39 Gripen cho không quân Ukraine. Đồng thời, tên lửa hành trình mà máy bay chiến đấu sẽ được trang bị rất đáng được chú ý. Theo các nguồn tin, trong trung hạn, tập thể phương Tây sẽ gửi cho Kiev khoảng 5.000 tên lửa hành trình, bao gồm 2.500 quả AGM, 158 AB của Mỹ, 800 đạn Stormshadow của Anh, 600 quả tàu đớt của Đức. Ngoài ra, họ còn có kế hoạch chuyển giao 80 tên lửa AGM-158A từ Phần Lan, tới 100 tên lửa AGM-158A-B từ Ba Lan, 600 tên lửa SCAR-EG từ Pháp, 40 tên lửa tàu đớt từ Tây Ban Nha, khoảng 200 tên lửa Stormshadow từ Ý và lên tới 100 tên lửa SCAR-EG từ Hy Lạp. Chính quyền Kiev đã nhận được một số loại tên lửa mà họ yêu cầu. Giới chuyên môn cũng không thể loại trừ việc NATO sửa đổi kế hoạch cung ứng theo hướng tăng cường. Trong khi đó, việc đưa các loại tên lửa, bom và máy bay chiến đấu từ Mỹ sang Đức, Ba Lan và Hà Lan ngày càng diễn ra gấp gáp, rất có thể một số loại vũ khí nói trên đã được gửi tới và có trong thành phần tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine. Đồng thời, việc bảo dưỡng 125 máy bay phương Tây đòi hỏi cơ sở hạ tầng phù hợp, khoảng 400 phi công và 2.000 nhân viên kỹ thuật chuyên môn, điều mà Ukraine chưa có. Không chỉ có vậy, cần có nhà kho và nhân sự để vận hành, cũng như bảo dưỡng tên lửa. Về vấn đề này, có thể giả định rằng những vũ khí công nghệ cao của NATO sẽ được cất giữ ở Ba Lan và Romania. Trong một diễn biến khác,
Đầu tuần trước, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Trong thông cáo báo chí sau cuộc gặp, ông Graham cho biết ông dự đoán một số khoản hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong tương lai sẽ được cung cấp dưới dạng khoản vay thay vì tặng hoàn toàn. Ông nói ý tưởng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về viện trợ dưới dạng khoản vay không lãi suất là con đường khả thi nhất phía trước. Ông Graham nói, tôi biết người Mỹ muốn giúp đỡ bạn bè và đồng minh của mình, nhưng tôi cũng tin rằng chúng ta phải xem xét tình hình kinh tế của mình khi giúp đỡ người khác. Tình trạng không chắc chắn về cam kết của Mỹ với Ukraine nhìn chung đã khiến các đồng minh ở châu Âu cố gắng lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đạn dược của lục địa già cũng đang vật lộn với khó khăn và không thể theo kịp nhu cầu. Trong cuộc họp của UDCG, tổ chức chủ chốt điều phối việc cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine, lãnh đạo từ các nước khác đã hứa hỗ trợ thêm cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ mới trị giá 500 triệu euro, khoảng 540 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có 10.000 quả đạn, 100 xe bọc thép cho bộ binh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng cảnh báo nếu Ukraine thua, NATO sẽ bị kéo vào một cuộc chiến đấu với Nga. Ông nói, đừng đùa. Ông Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine. Tuy nhiên, như Tổng thống Biden đã nói, Ukraine có thể chặn ông Putin nếu chúng ta sát cánh cùng Ukraine và cung cấp những vũ khí họ cần để tự vệ. Cũng hồi tuần trước, các lãnh đạo Liên minh châu EU về nguyên tắc đã đồng ý trưng dụng phần lớn lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho Ukraine. Phát biểu sau ngày họp đầu tiên thượng đỉnh EU tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay, kế hoạch này có thể mang lại hơn 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và Ukraine sẽ nhận được 1 tỷ đô la Mỹ đầu tiên vào khoảng tháng 7 năm nay. Bà Leyen nói, tôi đã nói với lãnh đạo rằng nếu nhanh chóng hoàn tất đề xuất thì có thể giải ngân hơn 1 tỷ đô la Mỹ đầu tiên vào ngày 1 tháng 7. Vì vậy, điều đó phụ thuộc vào chúng ta, bà cũng cho biết thêm. Kế hoạch chuyển lợi nhuận tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ của lãnh đạo trong khối. Lãnh đạo EU đạt được thỏa thuận sau gần một năm đàm phán, thảo luận về các cơ sở pháp lý cho việc tịch thu khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu. Trước đó, để vượt qua sự phản đối của Hungary, một thành viên của khối, liên minh đã phải chấp thuận điều chỉnh một số từ ngữ trong thỏa thuận. Ngày 26 tháng 3, Defense Express đã công bố hình ảnh cho thấy binh sĩ Nga đã hàn nhiều đoạn dây thép lên mặt trước của thiết giáp BMP-1, tạo thành trận địa cọc để đối phó máy bay không người lái UAV cảm tử. Đây được coi là một trong những sáng kiến mới nhất của lính Nga nhằm chống lại chiến thuật sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV, vốn được coi là khắc tinh của tăng thiết giáp trên chiến trường Ukraine. Những que thép được hàn tua tủa này nhiều khả năng nhằm khiến UAV FPV quẹt vào và phát nổ sớm hơn dự tính. Đầu đạn trên một số mẫu UAV FPV của Ukraine sẽ kích hoạt khi xe kíp bằng kim loại mỏng ở phía trước va chạm vào chướng ngại vật và bị biến dạng. Về lý thuyết, việc UAV phát nổ trước khi chạm vào mục tiêu có thể làm giảm mức độ sát thương từ đầu đạn nổ lõm, thường được gắn trên dòng FPV chống tăng. Dù vậy, các sợi dây thép trên thiết giáp Nga dường như quá ngắn, nên UAV Ukraine vẫn có thể phát nổ ở khoảng cách đủ gần để gây thiệt hại nghiêm trọng cho chiếc BMP-1 vốn có lớp giáp mỏng. Hiệu quả thực tế của phương pháp này cũng tùy thuộc vào loại đầu đạn mà chiếc UAV mang theo. Một số mẫu UAV FPV hiện nay không sử dụng đầu đạn RPG với ngòi nổ cận đích để tập kích mục tiêu, nên có thể miễn nhiễm với trận địa cọc của lực lượng Nga. Trong trường hợp UAV được trang bị đầu đạn chống bộ binh như mìn định hướng, phương pháp của lính Nga thậm chí có thể phản tác dụng, do việc nổ ở trên không sẽ giúp các mảnh văng từ quả đạn phân tán hiệu quả hơn. Hiện tại, phía Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. UAV FPV là một trong các khí tài nổi bật nhất hiện nay tại chiến trường Ukraine. Chúng được cả hai bên sử dụng phổ biến nhờ có giá rẻ và dễ sản xuất, đồng thời có thể gây ra sát thương lớn cho bộ binh và cả khí tài hạng nặng như xe tăng, thiết giáp nếu đánh chúng vào các vị trí hiểm yếu trên xe. Lực lượng Nga và Ukraine đã áp dụng nhiều biện pháp để đối với các sát thủ diệt tăng này, như gắn thiết bị gây nhiễu cầm tay lên phương tiện chiến đấu để vô hiệu hóa UAV từ xa. Hai bên cũng sử dụng một số biện pháp thô sơ hơn như hàn giáp lồng lên tháp pháo và các vị trí hiểm yếu, hay phủ rơm lên xe để che giấu tín hiệu nhiệt khỏi UAV chuyên tập kích ban đêm. Song song với việc tìm cách đối phó UAV, Nga và Ukraine cũng đang tăng cường đầu tư vào loại khí tài này để cải thiện về cả chất lượng và số lượng. Giới chức Kiev cho biết, sản lượng UAV của nước này hiện đạt mức 150.000 chiếc một tháng và Ukraine dự kiến có thêm 2 triệu UAV trong năm nay. Trong khi đó, Nga được cho là đang thử nghiệm gắn dây cáp cho UAV thay vì điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến, giúp chúng không bị vô hiệu hóa bởi thiết bị gây nhiễu. Hôm 20 tháng 3 vừa qua,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới thăm một tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở vùng Nizhny Novgorod. Tại đây, đại diện của tổ hợp này đã chính thức thông báo với Bộ trưởng Shoigu về việc sản xuất hàng loạt loại vũ khí có sức công phá mạnh nhất, đó là siêu bom FAB-3000 hay còn gọi là búa tạ nặng 3 tấn. Hiện nay, loại FAB-5000 hay FAB-9000 không được Nga dùng vì chưa có loại phương tiện nào mang được chúng. FAB-3000 cũng được Tu-22M3 sử dụng bằng phương pháp thả rơi tự do để tấn công nhà máy thép Azovstal trong chiến dịch bao vây thành phố Mariupol vào tháng 5 năm 2022. Do lực lượng phòng không Ukraine tương đối mạnh, nên việc sử dụng loại siêu bom này sẽ chỉ có thể thực hiện được khi kết hợp với mô đun UMPC, mô đun lập kế hoạch, hiệu chỉnh phổ quát, đồng thời có thể phải lắp thêm động cơ tên lửa đẩy phụ. Từ kinh nghiệm sử dụng bom cỡ lớn FAB-1500 trên chiến trường Ukraine cho thấy, mặc dù đã thiết kế lại toàn bộ mô đun UMPK, nhưng tầm bay của bom lượn FAB-3000 có thể sẽ kém hơn. Rõ ràng là việc tăng khối lượng của bom sẽ ảnh hưởng lớn đến tầm bay, do vậy chúng phải có thiết kế mô đun lượn riêng. Việc sử dụng rộng rãi loại vũ khí cực mạnh này sẽ giúp quân đội Nga giải quyết yêu cầu chiến trường, đặc biệt là với những mục tiêu đặc biệt kiên cố. Việc nối lại sản xuất hàng loạt FAB-3000 đã được quân đội Nga chào đón nồng nhiệt. Khi được trang bị các mô đun UMPK, những quả bom nặng 3 tấn này sẽ có thể tiêu diệt bất kỳ công sự dưới lòng đất nào của Ukraine với độ chính xác cao. Theo đánh giá từ thực tế chiến trường, các loại bom 500kg hay 1.500kg của Nga đã góp phần quan trọng vào việc kiểm soát thành công pháo đài Avdiivka cũng như nhiều khu vực phòng thủ kiên cố khác. Và bây giờ, nếu sử dụng bom FAB-3000 một cách hợp lý, có thể giúp Nga phá hủy bất kỳ bom ke hay hầm ngầm nào của Ukraine theo đúng nghĩa đen. Với những loại mục tiêu không thể bị tấn công hiệu quả bằng bom hoặc tên lửa thông thường đang có trong biên chế, thì loại siêu bom này sẽ có đất dụng võ. Các cây cầu bắc qua sông Dnipro hiện vẫn chưa bị Nga tấn công. Có thể là những nơi được nếm mùi đầu tiên. Việc quân đội Nga công khai việc sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 cho thấy họ không sử dụng kiểu nhỏ giọt mà sẽ dùng hàng ngày với quy mô lớn. Tuy nhiên, đòi hỏi phải có đủ oanh tạc cơ nhưng điều này không hề đơn giản. Các chuyên gia nêu tên 3 loại máy bay mà lực lượng hàng không vũ trụ Nga có thể sử dụng gồm Su-34, Tu-22M3 và Tu-160M. Su-34 ngựa thồ, chủ lực của Nga ở Ukraine, có tải trọng chiến đấu gấp đôi Su-24, nhưng sở hữu khả năng cơ động gần như ngang bằng tiêm kích. Su-34 là chiến đấu cơ thuộc thế hệ 4+. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu cuộc xung đột, chúng buộc phải bay trên đầu mục tiêu để thả bom thường. Chiến thuật cổ điển này đã biến chúng thành mục tiêu tương đối dễ đối với phòng không Ukraine, khiến nhiều chiếc bị bắn hạ. Giải pháp cho vấn đề này là trang bị mô đun UMPK cho bom rơi tự do, giúp phi công thả bom mà không cần bay vào bán kính sát thương của các hệ thống phòng không tầm trung hay tầm thấp của Ukraine. Bom cỡ 500kg là loại đầu tiên được trang bị mô đun UMPK, sau đó là 250kg và 1.500kg. Để sử dụng FAB-3000, mô đun UMPK phải được thiết kế lại. Về mặt lý thuyết, Su-34 có thể mang được một quả bom lượn FAB-3000 vì nó có giá treo bình nhiên liệu phụ gắn ngoài PTB-3000 có cùng khối lượng. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là Su-34 không được thiết kế để leo cao, tăng tốc, để thả bom có kích thước như vậy ở tốc độ siêu thanh. Nói cách khác, nếu bắt đầu sử dụng Su-34 để liên tục thả bom FAB-3000 thì tình trạng kỹ thuật sẽ rất nhanh chóng giảm xuống và Nga cũng không có nhiều Su-34 có thể lãng phí như vậy. Ngoài ra, Su-34 còn phải dùng để phóng tên lửa siêu thanh Kinzhan hoặc các thùng chứa cho radar SI. Khi những chiếc A-50U cảnh báo sớm của Nga bị tê liệt, loại oanh tạc cơ thứ hai Nga thực sự có thể sử dụng búa tạ 3 tấn là máy bay ném bom mang tên lửa siêu âm tầm xa Tu-22M3. Về lý thuyết, FAB-3000 cũng có thể được sử dụng trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160, nhưng điều này sẽ đòi hỏi phải nâng cấp các khoang chứa bom bên trong của chúng. Điều này rất lãng phí, khó có thể thực hiện được. Xét đến thực tế chiến trường Ukraine hiện nay, Tu-22M3 mang được tất cả các loại bom trong biên chế của Nga. Nó có thể mang 18 quả FAB-500 hoặc 8 quả FAB-1500 hoặc 3 quả bom FAB-3000 trong một lần xuất kích. Tu-22M3 có 3 giá treo có thể chịu đựng được sức nặng của một quả bom nặng 3 tấn, gồm một giá treo ở giữa bụng cùng 2 giá treo ở cánh mà không cần phải cải tạo hay gia cố gì.
Trong giai đoạn đầu, Nga cũng đã sử dụng Tu-22M3 làm nhiệm vụ chiến thuật, thực hiện các cuộc không kích vào Azovstal do khi đó lực lượng Ukraine đang bị bao vây, đồng thời thiếu vũ khí phòng không hiệu quả. Nhưng liệu Tu-22M3 có trở thành ngựa thô chủ lực trong việc sử dụng FAB-3000 của Nga? Câu trả lời có lẽ là không. Thực tế là chúng được phát triển cho những nhiệm vụ mang vũ khí hạt nhân, mục đích chính là tiêu diệt các nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ. Máy bay Tu-22M3 được thiết kế như một sát thủ tàu sân bay với tên lửa chống hạm, là nền tảng của lực lượng không quân hải quân Nga. Ngoài ra, chúng có khả năng tấn công các mục tiêu của khối NATO ở khắp lãnh thổ châu Âu. Tuy nhiên, trong cuộc cải cách quân đội dưới thời Bộ trưởng Seryokov, Tu-22M3 đã bị loại khỏi lực lượng chống hạm tầm xa của không quân hải quân, chuyển sang không quân tầm xa của hàng không vũ trụ Nga. Tu-22M3 đã ngừng sản xuất từ lâu, hiện không có nhiều chiếc còn hoạt động tốt. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra, liệu Bộ Quốc phòng Nga có sẵn sàng chuyển một phần Tu-22M3 thành máy bay ném bom chiến thuật hay không? Giữa lúc mối quan hệ giữa Nga và NATO ngày một leo thang căng thẳng, đồng thời cuộc xung đột với Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết liệt, Bộ Quốc phòng Nga có lẽ chỉ sử dụng Tu-22M3 ở quy mô khiêm tốn để đáp ứng nhiệm vụ trước mắt. Hiện không quân Nga có nhiều Tu-95MS nhưng chúng quá chậm, không thể cung cấp cho bom tốc độ cần thiết ban đầu. Hiện tại đã muộn để Nga bắt đầu nghiên cứu, phát triển lại oanh tạc cơ mới, nhưng việc thiếu phương tiện mang bom lượn siêu nặng như FAB-3000 có thể được giải quyết nếu quá trình sản xuất Tu-160M được tăng tốc cũng như tận dụng, phục hồi đưa vào sử dụng Tu-22M3 để tăng hỏa lực trên chiến trường Ukraine. Ngày 26 tháng 3, người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB Alexander Podikov cho biết Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công ở ngoại ô Moscow vào tuần trước. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, ông Podikov nói rằng cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền đang cố gắng xác định danh tính của tất cả những người liên quan đến vụ tấn công cả trong và ngoài nước Nga. Khi được hỏi liệu Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công hay không, người đứng đầu FSB trả lời, chúng tôi nghĩ là như vậy. Trong mọi trường hợp, chúng ta hiện đang nói về thông tin mà chúng ta có. Đây là thông tin chung, nhưng điều tra viên cũng có kết quả cụ thể. Giám đốc FSB nói với các phóng viên rằng, cơ quan tình báo sẽ làm mọi thứ cần thiết để xác định những kẻ trực tiếp, tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công. Về việc Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Moscow trước đó, ông cho biết, thông tin này mang tính chất chung chung về việc chuẩn bị hành động tấn công ở những nơi tập hợp đông người. Chúng tôi đã phản hồi thông tin này và tất nhiên đã thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn những hiện tượng đó. Ông Podikov nói thêm rằng, lực lượng an ninh đã thực hiện hành động liên quan đến nhóm cụ thể và các cá nhân cụ thể và vào thời điểm đó chưa khẳng định được thông tin. Ông cũng nhắc lại, theo các thông tin điều tra ban đầu của Nga, các tay súng đã cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Giám đốc FSB nhấn mạnh, tôi sẽ nói cho bạn một bí mật nhỏ. Ở bên kia có kẻ muốn chào đón chúng như những người hùng. Tối ngày 22 tháng 3, một nhóm tay súng được trang bị súng trường tấn công địa điểm tổ chức âm nhạc Krokus City Hall ở ngoại ô Krasnogo của Moscow, ngay trước khi buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Picnic chuẩn bị bắt đầu. Sau vụ tấn công, cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ 11 người có liên quan đến vụ việc, trong đó có những người được cho là tay súng thực hiện vụ tấn công. Một tay súng khai nhận lệnh từ giáo sĩ Hồi giáo trên mạng và được hứa trả gần 11.000 đô la Mỹ. Tòa án Basmani của Moscow kể từ đó đã bắt giữ 7 nghi phạm khác bị cáo buộc giúp tổ chức vụ tấn công. Moscow đã tỏ ra hoài nghi sau khi phương Tây nhanh chóng khẳng định thủ phạm duy nhất của vụ tấn công nhà hát Krokus City ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3 là tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Theo đó, ngày 26 tháng 3, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định phương Tây đang ra sức khẳng định IS đứng sau vụ tấn công nhà hát Krokus City mà không chờ kết luận điều tra. Đại sứ Antonov nói, có một điều đáng báo động, họ đang cố gắng xác định trước rằng IS phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở đất nước chúng tôi. Một câu hỏi đơn giản mà bất kỳ người nào, bất kỳ công dân Nga nào cũng có thể hỏi, tại sao những kẻ này lại cố gắng trốn thoát khỏi Moscow về phía biên giới Ukraine? Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, chỉ cần chi tiết này đủ cho thấy Nga cần đặc biệt lưu ý và điều tra kỹ lưỡng. Ông nói thêm, ông và các nhà ngoại giao Nga khác tin tưởng rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Moscow sẽ tiến hành một cuộc điều tra và xác định ai đứng đằng sau vụ tấn công. Ông Antonov nhấn mạnh, chắc chắn những kẻ đó sẽ bị trừng phạt. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 4 nghi phạm ở vùng Priang gần biên giới Ukraine. Các nghi phạm này được cho là đang tìm cách liên hệ với đầu mối phía Ukraine để chạy qua biên giới. Moscow cáo buộc Ukraine có liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh phương Tây đã nhanh chóng bác bỏ. Mỹ và các nước châu Âu nói rằng thủ phạm duy nhất trong vụ tấn công này là IS. Hồi đầu tháng,
Mỹ và một số nước châu Âu đã cảnh báo Nga về nguy cơ một cuộc tấn công sắp xảy ra ở Moscow hoặc các thành phố lớn của Nga. Tuy nhiên, Moscow coi những cảnh báo đó không đáng tin. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga đang bắt giữ 11 nghi phạm trong vụ tấn công, trong đó có 4 nghi phạm chính bị cho là trực tiếp tham gia vào vụ tấn công. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng những kẻ liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krokus City đáng phải nhận án tử hình. Ngày 25 tháng 3, trong một bài đăng trên mạng Telegram, khi đề cập đến biện pháp trừng phạt những kẻ liên quan đến vụ tấn công ở nhà hát Krokus City, ngoại ô Moscow cuối tuần trước, ông Medvedev viết, chúng ta có nên tử hình chúng không? Nên, và chúng ta sẽ làm như thế. Theo ông, tất cả những người liên quan đến vụ tấn công đều đáng bị tử hình, thay vì chỉ 4 nghi phạm chính. Ông Medvedev nêu quan điểm, tất cả, bất kỳ ai trả tiền, có cảm tình hay hỗ trợ nhóm tấn công đều phải không được sống. Ông Medvedev là một trong các quan chức cấp cao của Nga đang kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm thi hành án tử hình áp dụng hàng chục năm qua. Các nhà phê bình đã cảnh báo về những hậu quả không lường trước được do việc Nga sử dụng rộng rãi luật chống khủng bố và chống chủ nghĩa cực đoan. Sau vụ tấn công ngày 22 tháng 3 tại ngoại ô Moscow, Bộ Lao động Nga đã soạn thảo dự luật siết chặt điều kiện lưu trú của người nước ngoài tại Nga. Luật mới đã được Ủy ban chuyên ngành của Duma Quốc gia Hạ viện Nga ủng hộ. Nội dung chính của luật mới là giảm thời hạn ký hợp đồng lao động với người nước ngoài xuống còn 2 năm. Luật mới cũng xác định chi tiết hơn nghĩa vụ và quyền lợi của chủ lao động. Theo luật mới, một người lao động di cư được ký hợp đồng thời hạn 2 năm với một chủ lao động. Theo các tác giả dự luật, 2 năm là thời gian đủ để kết thúc một dự án cần thuê chuyên gia. Nếu vẫn có nhu cầu, người sử dụng lao động sẽ có thể tìm người thông qua cơ chế tuyển dụng. Bộ Lao động Nga giải thích thêm, nếu hợp đồng lao động hết thời hạn, người lao động sẽ phải rời khỏi đất nước đúng hạn. Ngoài Bộ Nội vụ, một công ty luật sẽ được thành lập để giám sát việc lưu trú của người nước ngoài tại Nga. Công ty này đóng vai trò là nhà điều phối việc tuyển dụng, thực chất sẽ là trung tâm cung cấp nhân sự cho các công ty Nga. Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về Lao động và Chính sách Xã hội Jaroslav Nilov cho biết vấn đề an ninh phải đặt lên hàng đầu. Ông này cũng ủng hộ việc siết chặt quản lý và giám sát việc lưu trú và di chuyển của người lao động nhập cư tại Nga, thậm chí áp dụng biện pháp kiểm soát vân tay tại tất cả các cửa khẩu biên giới. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp là các chủ thuê lao động tiềm năng lại có ý kiến rằng hiện Nga đang rất thiếu lao động và lao động nhập cư đang là nguồn lực đáng kể để triển khai các chính sách xây dựng công nghiệp và dân sự tại Nga. Thêm vào đó, 2 năm là thời hạn quá ngắn đối với các dự án lớn cần thuê lao động đến con số hàng nghìn người. Hiện Duma Quốc gia Nga đã nhận được một số dự luật siết chặt luật di cư. Người lao động nhập cư tại Nga đến từ nhiều quốc gia, trong đó khoảng 90% là các nước Trung Á. Ngoài ra còn có các nước châu Âu, nơi chủ yếu cung cấp các chuyên gia có trình độ cao. Mặt khác, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, đến tháng 2 năm nay, Nga có 4 triệu lao động nhập cư bất hợp pháp, còn công tố Igor Krasnov cho biết số vụ vi phạm do người nhập cư gây ra trong năm 2023 đã tăng tới 75% vào khoảng 22.000 vụ. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ 3 và chưa có dấu hiệu kết thúc khi cả hai bên đều tăng cường tấn công nhiều vị trí của đối phương. Ngày 26 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào các trung tâm ra quyết định và các cơ sở quân sự của Ukraine trong vòng 24 giờ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 25 tháng 3, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí trên biển và trên đất liền có độ chính xác cao, cùng UAV nhằm vào các trung tâm ra quyết định, cơ sở của cơ quan an ninh Ukraine, khu phức hợp công nghiệp quân sự, cũng như các điểm tập kết của lực lượng Ukraine và lính nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố toàn bộ mục tiêu chúng đòn tập kích và đạt mục đích trong đợt tấn công, song không nêu chủng loại vũ khí được dùng và vị trí cụ thể. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 25 tháng 3, Ukraine mất hàng trăm binh sĩ ở hướng Donetsk, miền đông nước này. Ngoài ra, quân đội Nga cũng phá hủy 131 UAV, 2 tổ hợp tên lửa phòng không S-200, 15 tên lửa Hima và Vampire. Trong khi đó, lực lượng Nga đã có các vị trí tốt hơn gần thành phố Donetsk và Avdiivka. Gần đây, Nga liên tiếp thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn vào các hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong tuần trước, quân đội nước này đã tiến hành 49 cuộc tấn công khắp Ukraine để đáp trả các vụ tập kích của Kiev vào biên giới Nga. Giới chức Ukraine hối thúc đồng minh phương Tây nhanh chóng viện trợ các tổ hợp phòng không Patriot để giúp nước này tăng cường năng lực phòng thủ, bảo vệ các hạ tầng quan trọng. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hiện giờ Ukraine rất cần Patriot và các hệ thống phòng không khác để bảo vệ những thành phố, những ngôi làng. Ngày 25 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng nhấn mạnh, nếu có đủ hệ thống phòng không như Patriot, chúng tôi có thể bảo vệ không chỉ mạng sống của người dân, mà còn cả nền kinh tế. Ông nói thêm, Ukraine không đề nghị phương Tây đưa quân đến, nhưng đến một ngày nào đó, ý tưởng này sẽ trở thành hiện thực. Patriot,
là hệ thống tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất. Patriot có khả năng bắn hạ các tên lửa hành trình, đạn đạo, cũng như máy bay chiến đấu UAV từ khoảng cách xa. Nó được coi là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất của Mỹ. Mỹ và Đức đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống này. Ngoài ra, Patriot cũng được triển khai ở sườn đông của NATO gần Ukraine. Đầu năm 2024, NATO công bố thương vụ 5,5 tỷ đô la Mỹ mua 1.000 tổ hợp Patriot cho liên minh này. Không rõ phương Tây đã cung cấp cho Ukraine bao nhiêu tổ hợp Patriot, nhưng tuần trước Nga tuyên bố đã phá hủy 5 bệ phóng loại này của Kiev kể từ đầu xung đột. Moscow cảnh báo, bất cứ vũ khí hay lực lượng nước nào ở Ukraine đều trở thành mục tiêu chính đáng của Nga. Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin ABC, nghị sĩ Marco Rubio, bang Florida, Mỹ, cho biết nhóm ISK, một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào nhà hát Krakow City Hall, vùng ngoại ô thủ đô Moscow, Nga hồi tuần trước. Điều đáng nói, nhóm này hiện diện chủ yếu ở Afghanistan và việc ISK hoạt động trở lại, thực hiện vụ tấn công, cho thấy nhóm này đang dần lấy lại chỗ đứng trong khu vực. Nghị sĩ Mỹ cảnh báo, nhóm này có thể còn đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công khác tương tự. Ông Rubio nói thêm, như chúng tôi đã cảnh báo, ISK tự tái tập hợp lực lượng khi chúng ta rút quân khỏi Afghanistan. Sau khi chúng tôi rời khỏi Afghanistan và không còn tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên, các tay súng đã có thể hoạt động công khai. Dù Taliban có muốn tiêu diệt các tay súng này đến đâu thì họ cũng không thể. Họ không có năng lực để làm điều đó. Cũng theo ông, IS đã tìm được nơi để hoạt động và có khả năng đang tìm kiếm thêm địa điểm để có thể tổ chức và âm mưu tấn công. Ông Rubio cho hay, trong những năm gần đây, IS đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Afghanistan và Iran, đồng thời cảnh báo vụ tấn công nghiêm trọng trên lãnh thổ Nga cũng có thể xảy ra ở Mỹ. Thượng nghị sĩ bang Florida nói, tham vọng của IS không chỉ dừng ở Nga và Iran. IS rất muốn làm những gì đã làm ở Moscow tại Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ nên cảnh giác trước mối đe dọa như vậy và cho rằng những kẻ cực đoan IS có thể sử dụng mạng lưới buôn người để xâm nhập vào đất nước qua biên giới Mỹ-Mexico. Thượng nghị sĩ cảnh báo, đó là điều mà chúng ta phải hết sức cảnh giác khi chúng ta có đường biên giới với hơn 9 triệu lượt qua lại trong 3 năm. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã bắt 11 người, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công. Một nghi phạm cho biết được hứa trả gần 11.000 đô la Mỹ. Những kẻ chủ mưu yêu cầu nghi phạm giết toàn bộ người trong nhà hát. Liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krakow City Hall ở ngoại ô Moscow vào ngày 22 tháng 3, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mới đây xác nhận với hai hãng tin Reuters và AFP rằng hai công dân Tajikistan Sayda Karami Racha Balizot và Samsidin Faridouni đều là nghi phạm trong vụ tấn công, đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước để gia hạn giấy phép tạm trú ở Nga. Quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ lý giải, Racha Balizot và Faridouni được tự do để lại giữa hai nước vì thời điểm đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không ghi nhận bất kỳ lệnh bắt nào với hai cá nhân này. Ông khẳng định hai nghi phạm không bị cực đoan hóa trong thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lưu ý các nghi phạm đã cư trú ở Nga trong thời gian dài. Quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Racha Balizot nhập cảnh vào ngày 5 tháng 1, thuê một phòng khách sạn trong quận Fatin ở Istanbul và trả phòng vào ngày 21 tháng 1. Faridouni nhập cảnh vào ngày 20 tháng 2, cũng thuê khách sạn trong quận Fatih vào ngày 21 tháng 2 và trả phòng sau đó 6 ngày. Faridouni khai đến Thổ Nhĩ Kỳ vì hết hạn visa ở Nga. Tài khoản Instagram của Faridouni trong ngày 23 tháng 2 có 8 lần đăng hình ảnh với định vị tại Aksaray Istanbul, trong đó có ảnh chụp thánh đường Hồi giáo ở Fatih. Racha Balizot và Faridouni đều xuất cảnh ở Istanbul, đón cùng chuyến bay sang Nga vào ngày 2 tháng 3. Quan chức này trả lời AFP, chúng tôi đánh giá hai cá nhân này trở nên cực đoan hóa tại Nga vì họ ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian ngắn. Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ tấn công nhà hát Krakow, nhưng ông không trực tiếp đề cập đến IS hay chi nhánh IS-ISK. Trong khi đó, hôm 26 tháng 3, Giám đốc Cơ quan An ninh Nga FSB Alexander Botnikov cáo buộc tình báo phương Tây và Ukraine hỗ trợ những kẻ tấn công. Theo Giám đốc FSB, Nga đã xác định được kẻ chủ mưu vụ xả súng tại nhà hát Krakow City Hall ngày 22 tháng 3. Tuy nhiên, họ chưa xác định được kẻ ra lệnh. Ông Botnikov cho biết, thủ phạm vụ xả súng cố gắng chạy qua biên giới để sang Ukraine, nơi họ sẽ được chào đón như những anh hùng. Ông nhận định Ukraine đang cố gắng chứng tỏ họ có đủ năng lực thông qua loạt hành vi phá hoại và khủng bố tại hậu phương Nga. Giám đốc FSB khẳng định, có một lượng lớn thông tin cho thấy phương Tây và Ukraine đang ra tay gây tổn hại lớn hơn cho nước Nga, ông Botnikov nói. Nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái cỡ nhỏ, xuồng cảm tử và loạt vụ xâm nhập của các nhóm phá hoại, tổ chức khủng bố vào lãnh thổ nước Nga đã diễn ra.
lãnh đạo FSB chưa công bố các bằng chứng liên quan đến phát biểu của ông. Trước đó, Ukraine bác bỏ thông tin nước này liên quan đến vụ tấn công nhà hát và cho rằng Moscow đang cố gắng đổ lỗi cho Kiev. Trước đó, giới chức Nga đã công bố danh tính 4 tay súng trong vụ tấn công, gồm Dalodion Mizuriev, 32 tuổi, Sadakrami Rajabalizot, 30 tuổi, Muhammad Subi Fajok, 19 tuổi và Samsidin Fariduni, 25 tuổi. Theo Kommersant, Samsidin Fariduni giữ vai trò chủ huy nhóm tấn công, đã nhiều lần đến nhà hát Crocus City Hall để ghi nhớ bố trí an ninh và lên kế hoạch tấn công. Fariduni xuất hiện trong video được Nga công bố sau khi bắt nhóm nghi phạm. Trong video, Fariduni khai rằng đã được hứa hẹn trả 500.000 rúp, tương đương khoảng 5.425 đô la Mỹ để thực hiện vụ tấn công, tương đương 2,5 năm lương trung bình ở Tajikistan. Ngày 26 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này tấn công nhiều vị trí của cơ quan an ninh Ukraine cùng các trung tâm ra quyết định của đối phương. Thông báo nêu, trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Liên bang Nga dùng vũ khí tầm xa phóng từ biển và mặt đất cùng máy bay không người lái UAV nhằm vào các trung tâm ra quyết định, cơ sở của cơ quan an ninh Ukraine SBU và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Ngoài những mục tiêu trên, Nga còn tập kích vị trí triển khai của các đơn vị dân tộc chủ nghĩa Ukraine và lính nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố toàn bộ mục tiêu chúng đòn tập kích và đạt mục đích trong đợt tấn công, song không nêu chủng loại vũ khí được dùng và vị trí cụ thể. Cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin một số vụ nổ xảy ra ở các tỉnh Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk và Poltava. Quan chức tại tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Rogov cho biết vị trí đóng quân của SBU và một kho đạn tại tỉnh Odessa chúng đòn tập kích. Một nguồn tin tại Kharkov cho biết Nga tấn công căn cứ của lữ đoàn xung kích Liut của cảnh sát Ukraine cùng trường đào tạo lính tăng thiết giáp tại tỉnh này. SBU thành lập năm 1991 sau khi Ukraine tuyên bố độc lập, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phản gián và chống khủng bố. Sau khi chiến sự bùng phát, SBU tổ chức nhiều vụ tập kích bằng máy bay không người lái cỡ nhỏ nhằm vào Nga, cũng như hậu thuẫn cho các nhóm dân quân thân Ukraine mở những đợt tấn công qua biên giới. Gần đây, Nga liên tiếp thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn vào các hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong tuần trước, quân đội nước này đã tiến hành 49 cuộc tấn công khắp Ukraine để đáp trả các vụ tập kích của Kiev vào biên giới Nga. Giới chức Ukraine hối thúc đồng minh phương Tây nhanh chóng viện trợ các tổ hợp phòng không Patriot để giúp nước này tăng cường năng lực phòng thủ, bảo vệ các hạ tầng quan trọng. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hiện giờ Ukraine rất cần Patriot và các hệ thống phòng không khác để bảo vệ những thành phố, những ngôi làng. Cũng trong ngày 26 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng nhấn mạnh, nếu có đủ hệ thống phòng không như Patriot, chúng tôi có thể bảo vệ không chỉ mạng sống của người dân mà còn cả nền kinh tế. Ông nói thêm, Ukraine không đề nghị phương Tây đưa quân đến, nhưng đến một ngày nào đó, ý tưởng này sẽ trở thành hiện thực. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất. Patriot có khả năng bắn hạ các tên lửa hành trình, đạn đạo, cũng như máy bay chiến đấu UAV từ khoảng cách xa. Nó được coi là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất của Mỹ. Mỹ và Đức đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống này. Ngoài ra, Patriot cũng được triển khai ở sườn đông của NATO gần Ukraine. Đầu năm 2024, NATO công bố thương vụ 5,5 tỷ đô la Mỹ mua 1.000 tổ hợp Patriot cho liên minh này. Không rõ phương Tây đã cung cấp cho Ukraine bao nhiêu tổ hợp Patriot, nhưng tuần trước Nga tuyên bố đã phá hủy 5 bệ phóng loại này của Kiev kể từ đầu xung đột. Moscow cảnh báo bất cứ vũ khí hay lực lượng nước ngoài nào ở Ukraine đều trở thành mục tiêu chính đáng của Nga. Kể từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ cách đây hơn 2 năm, cầu Crimea đã trở thành tuyến đường huyết mạch để Moscow vận chuyển vũ khí, đạn dược và binh sĩ tới chiến trường Ukraine. Để phá hủy tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Nga, Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu tấn công vào cầu Crimea. Cây cầu được cho là đã bị hư hại nặng sau các cuộc tấn công lớn, táo bạo bằng máy bay không người lái và xuồng không người lái cảm tử của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn tại National Marathon, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU, ông Vasil Maliuk tuyên bố Ukraine có khả năng phá hủy hoàn toàn cầu Crimea, nhưng chưa ra tay vì hiện tại Nga không sử dụng cây cầu này để vận chuyển vũ khí và đạn dược. Cụ thể, lãnh đạo SBU nhấn mạnh rằng hiện tại Nga đã hoàn toàn không còn sử dụng cầu Crimea để cung cấp vũ khí và phương tiện tới chiến trường Ukraine sau khi cây cầu bị hư hại do hàng loạt vụ tấn công của Kiev gần đây. Người đứng đầu SBU cho biết, trước khi chúng ta tấn công, cầu Crimea thành công, có 42 đến 46 chuyến tàu chở vũ khí và đạn dược thường đi qua đó trong một ngày. Ngày nay chỉ có 4 đến 5 chuyến tàu mỗi ngày, 4 chuyến chở hành khách và 1 chuyến chuyên chở sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nói chung.
Cầu Crimea, hay còn gọi là cầu Kerch, được Nga xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018 sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Theo ông Maliuk, Nga hiện đang nỗ lực khôi phục hoàn toàn cây cầu này. Người đứng đầu SBU nhấn mạnh, khi họ khôi phục lại cây cầu, có lẽ họ sẽ lại bắt đầu vận chuyển đạn dược. Khi đó trên thực tế, chúng tôi sẽ một lần nữa gửi thông điệp xin chào tới họ. Phát biểu của ông được cho là ám chỉ sẽ tiếp tục tấn công cầu Crimea nếu Nga nối lại việc vận chuyển đạn dược, vũ khí thông qua tuyến đường này. Trả lời câu hỏi liệu có khả năng phá hủy hoàn toàn cầu Crimea hay không, người đứng đầu SBU tự tin cho biết, tất nhiên chúng tôi có khả năng đó. Trong một diễn biến khác, Ukraine cho biết Nga vẫn nhắm mục tiêu vào Kiev và Kharkov bằng máy bay không người lái tấn công, trong khi các kỹ sư đang nỗ lực khôi phục điện cho hàng nghìn người sau các cuộc tấn công trước đó của Moscow vào lưới điện của Ukraine. Rạng sáng 26 tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 12 máy bay không người lái của Nga nhằm vào Kiev. Không có báo cáo về thương vong và không rõ liệu có thiệt hại trên mặt đất sau vụ tấn công. Tại Kharkov, chính quyền khu vực cho biết ít nhất 8 máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất đã nhắm mục tiêu vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nhưng đã bị lực lượng phòng không bắn hạ toàn bộ. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga một ngày trước đó đã phá hủy một số mạng lưới điện của Kharkov, cũng như các cơ sở ở cảng Odessa ở Biển Đen và cảng sông Mykolaiv. Thống đốc Odessa Oleg Kiper cho biết hơn 300.000 cư dân bị mất điện vào cuối ngày 25 tháng 3 vì các cuộc tấn công nói trên. Sáng sớm ngày 26 tháng 3, cầu Francis Scott Key, bang Maryland, Mỹ đã bị sập sau khi bị tàu container Dali đâm trúng. Tàu Dali do tập đoàn Synergy có trụ sở tại Singapore điều hành và đã được hãng vận tải khổng lồ Maersk của Đan Mạch thuê để vận chuyển hàng hóa. Đêm cùng ngày, chính quyền Mỹ đã ngừng việc cứu hộ 6 người mất tích sau vụ sập cầu ở Baltimore, gây gián đoạn một trong những cảng thương mại đông đúc nhất của nước này. Hãng tin AFP dẫn lời chuẩn đô đốc Shannon Greenrier của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ nói, dựa trên khoảng thời gian chúng tôi đã thực hiện cuộc tìm kiếm này, những nỗ lực của chúng tôi cùng với nhiệt độ nước, vào thời điểm này, chúng tôi không tin rằng sẽ tìm thấy bất kỳ người nào còn sống. Tất cả 6 người mất tích đều là thành viên của một đội xây dựng ban đêm đang sửa chữa ổ gà trên cầu Francis Scott Key khi vụ việc xảy ra. Ông Rudolph Butler, là lãnh đạo cảnh sát bang Maryland, cho biết nhiệt độ và dòng chảy đang khiến các thợ lặn khó tìm kiếm dưới nước. Tuy nhiên, các tàu thuyền sẽ tiếp tục tuần tra trong đêm. Trong đoạn video ghi lại vụ sập cầu cho thấy, chiếc tàu hàng chở đầy container đâm vào một trong những trụ đỡ của cây cầu Francis Scott Key được xây dựng từ năm 1977, khiến cây cầu bị sập và nhiều người rơi xuống sông. Theo thống đốc bang Maryland Westmore, chính quyền đã nhận báo động khẩn cấp từ con tàu và nhanh chóng chặn các phương tiện chạy lên cầu, giúp ngăn xảy ra thương vong lớn. Ông Mo nói, những người này là những anh hùng, họ đã cứu nhiều mạng sống đêm qua. Cục điều tra liên bang FBI và các cơ quan khác của Mỹ cho biết vụ sập cầu không liên quan đến khủng bố. Ông Mo cũng nói không có dấu hiệu nào cho thấy cây cầu có lỗi về mặt cấu trúc. Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi vụ sập cầu là một tai nạn khủng khiếp và cam kết sẽ mở cửa trở lại cảng và xây dựng lại cây cầu. Tuy nhiên, vụ sập cầu đã làm gián đoạn vô thời hạn dòng tàu ra vào cảng Baltimore và điều này có thể gây ra tổn hại cho nền kinh tế địa phương, làm căng thẳng chuỗi cung ứng và gây xáo trộn việc giao hàng dọc bờ đông nước Mỹ. Baltimore là cảng lớn thứ 9 nước Mỹ về hàng hóa quốc tế, xử lý kỷ lục 52,3 triệu tấn hàng hóa trong năm 2023. Theo chính quyền bang Maryland, cảng giúp tạo ra 15.330 việc làm trực tiếp tại cảng và 139.180 việc làm trong các lĩnh vực liên quan. Baltimore cũng là cảng hàng đầu của Mỹ về máy móc, nông nghiệp và xây dựng, nhập khẩu đường và thạch cao, đồng thời là cảng đứng thứ hai cả nước về xuất khẩu than. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Peter Buttigieg cho biết rằng vụ sập cầu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng ở khu vực. Ông nói, không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một tác động lớn và lâu dài đối với chuỗi cung ứng, còn quá sớm để đưa ra ước tính về những gì cần làm để lưu thông tuyến đường thủy này và mở lại cảng. Cho đến khi kênh được mở lại, các tàu hàng này có thể sẽ chuyển hướng đến các cảng khác ở bờ đông nước Mỹ. Ngoài ra, ông Buttigieg cũng cho biết con đường phục hồi và xây dựng lại cầu sau vụ sập cầu sẽ không thể nhanh chóng và chắc chắn sẽ tốn kém.